này tiếp tục là một phiên tăng điểm nhẹ của thị trường. Tuy nhiên, trạng thái chúng ta nhìn thấy đó là thị trường của chúng ta đã mở gap ngay từ đầu phiên sáng, nó mở gap khoảng tầm 6 đến 8 điểm. Và nó giữ nguyên cái gap đó, nó không lấp trong suốt quá trình giao dịch. Và thị trường của chúng ta đang có một cái kịch bản giống như video hôm qua em đã phân tích và nhận định. Đó là cái điều lo lắng của em khi thị trường mở gap như vậy. Và chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích thị trường ngày hôm nay cũng như đưa ra các kịch bản cho thị trường ngày mai. Liệu thời điểm này VN Index có thể tăng tiếp tục hay không? Hoặc chúng ta có thể tham gia mua mới các vị thế cổ phiếu nữa hay không? Thì cũng chào mừng anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng Đa Phát. Kênh của em là một kênh chia sẻ kiến thức đầu tư và là một kênh có thể đưa ra các cái phân tích kỹ thuật, đưa ra các cái góc nhìn khách quan trên nguyên lý phân tích kỹ thuật để anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể có một cái định hướng, có một cái tham khảo cho mình để chúng ta đầu tư tốt hơn trong giai đoạn thị trường khó khăn này. Và khi xem video cũng hy vọng rằng anh chị nhà đầu tư sẽ để lại cho kênh của Công Dũng một like và một phần đăng ký kênh đối với anh chị em nào chưa đăng ký kênh. Và phần like này nó là miễn phí, nó chỉ giúp cho kênh có thêm sự tương tác, có thể chia sẻ được nhiều kiến thức đến với anh chị nhà đầu tư hơn nữa. Vì thế anh chị cũng xin cũng đừng tiếc một like cho kênh của Công Dũng nếu kênh của Công Dũng đem lại những kiến thức hữu ích cho anh chị em nhà đầu tư nhé. Xin cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào video nhận định luôn. Và video này là một video thường nhật vào cuối buổi chiều, cuối phiên giao dịch. Thì em sẽ làm một video để phân tích lại thị trường và nhận định lại thị trường để anh chị nhà đầu tư có thể có kênh tham khảo nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải đi phân tích VN Index. Nói gì thì nói, hôm nay cũng phải phân tích VN Index trước đã. Hôm nay thị trường mở gap tăng với 6 điểm, nó từ mốc tham chiếu là 1262, nó nhảy lên là 1268. Và thị trường đóng cửa tăng 11,87 điểm. 11,87 điểm, hôm nay có sự góp mặt của những cái cổ phiếu mà giai đoạn trước nó chưa tăng, đến từ những cái cổ phiếu mà thuộc dòng điện, dòng dầu khí, có một chút dòng bán lẻ thì cuối phiên có cái sự tăng mạnh. Và những cái cổ phiếu đó là nó trong quá trình trước là những cái cổ phiếu chứng khoán, bất động sản nó tăng thì những cổ phiếu đó nó đang ở cái vùng tích lũy, thì bây giờ nó có những nhịp tăng thì cũng là một cái điều rất là dễ hiểu anh chị nhé. Và chúng ta có thể thấy là cái dòng tiền ngày hôm nay là cái giá trị giao dịch là bắt đầu tăng 15.500 tỷ. Đấy. Với cái khối lượng gần bằng trung bình 10 phiên là chứng tỏ rằng cái dòng tiền nó đã tiếp tục nó quay trở lại để kéo thị trường đi lên. Và chúng ta có thể thấy là hôm nay có 278 mã tăng, 164 mã giảm và 82 mã tham chiếu. Thì có thể nói là mã tăng nó chiếm ưu thế so với mã tham chiếu và mã giảm. Thì thị trường vẫn đang tiếp tục được đổ những dòng tiền vào để tham gia. Tuy nhiên có một cái gap nó mở ra lúc sáng 10 điểm thì nó chưa lấp lại ngay. Và chúng ta có thể thấy là đây là một cái sự rủi ro của thị trường khi nó chuẩn bị tiến tới cái vùng kháng cự mà nó lại mở gap. Nếu phiên giao dịch ngày mai nó có những cái dấu hiệu mà nó mở tiếp một cái gap nữa, thì trong những cái kỹ thuật về double gap ấy, khi mà thị trường hay cổ phiếu mở liên tiếp hai cái gap liên tục thì rất dễ có cái trường hợp nó sẽ quay về lấp gap nhá. Cái tỷ lệ mà lấp gap khi nó mở double gap ấy là nó đến 90% anh chị ạ. Còn riêng một cái mở gap mà một lần như thế này thì là 80% nó sẽ quay về nó lấp gap. Còn khi nó mở thêm một lần gap nữa là 90% nó sẽ quay về lấp gap. Và cái vị thế mua mới trong ngày mai thì em nghĩ rằng anh chị em nên cân nhắc thật là kỹ để chúng ta giải ngân. Và càng thị trường càng lên cao thì chúng ta càng phải mua ít đi anh chị nhé. Phải rút bớt tiền vốn của mình về, rút bớt tiền lãi của mình về, bảo toàn cái lợi nhuận trong cái thời gian vừa qua anh chị đã kiếm được. Và cái giai đoạn này chúng ta đầu tư ít đi anh chị nhé. Càng lên vùng cản thì chúng ta càng hạ thấp cái tỷ trọng của mình. Và có nhiều anh chị có hỏi là thế giai đoạn này anh chị có nên bán hết cổ phiếu đi hay không?
Thì một cái lời khuyên của em là các anh chị không nên bán hết cổ phiếu nhá. Chúng ta vẫn phải cầm, cầm nhưng mà chúng ta cầm 50% thôi anh chị nhá. Chúng ta phải bảo toàn được cái lợi nhuận của mình kiếm được trong giai đoạn vừa rồi, trong cái quá trình thị trường nó đi lên. Và cái đoạn này rủi ro nó nhiều hơn là nó là cơ hội. Rủi ro nó nhiều hơn cơ hội. Vì thế nên chúng ta cần phải cân nhắc nhá. Cái đoạn ngon là đoạn này nó đã qua đi rồi, thì đến cái đoạn xương mà nó chuẩn bị gặp những vùng kháng cự mạnh như thế này thì anh chị không thể nào mà chúng ta lại sử dụng nhiều vốn hơn để chúng ta nhảy vào anh chị nhá. Đấy, đấy là một cái điều mà một cái lời khuyên của em, một cái lời khuyên về kinh nghiệm đầu tư trên thị trường từ năm 2017 của em, là em có những cái kinh nghiệm đó mà em nói cho anh chị nhà đầu tư, chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư để làm sao anh chị nhà đầu tư có thể chúng ta bảo toàn được những cái số tiền của mình. Và khi thị trường ấy nó giảm thì mọi người đã trải qua cái đợt giảm giá. Mọi người đã trải qua cái đợt giảm giá vào tháng 4 cho đến tháng 5 năm năm 2022, thì mọi người có thể thấy là khi nó giảm rất là khốc liệt. Anh chị em kiếm được ở đây, chúng ta nhặt nhạnh. Chúng ta nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ ở những cái giai đoạn này. Chúng ta nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ ở giai đoạn này. Nhưng khi chúng ta không biết bảo vệ cái tài sản của mình thì nó quét một cái thì có đôi khi là có anh chị còn bị cháy tài khoản, nếu mà đến cái giai đoạn này anh chị vẫn còn full margin nhá. Và cái giai đoạn này em nhắc lại một lần nữa là nó rủi ro nó nhiều hơn là cơ hội. Vì thế anh chị nào có tỷ trọng margin thì chúng ta cũng nên cân nhắc chúng ta hạ bớt tỷ trọng margin ra. Bởi vì bây giờ là cái đoạn nó rất là sương, nó rất là khoai. Cái đoạn khoai này thì thôi chúng ta sẽ không tham gia nhiều nữa. Nếu có mua, ví dụ anh chị muốn mua 300 triệu thì thôi anh chị mua cho em 100 triệu thôi, đến 150 triệu là cùng đối giai đoạn này nhá. Còn khi mà nó lên đến cái vùng kháng cự này, nó có những diễn biến khác, nó có những cái diễn biến mà tích cực thì lúc đó chúng ta lại tính sau. Đấy. Còn tầm này mà anh chị vẫn còn full tỷ trọng, full margin thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại nhé. Full margin là cháy tài khoản rất là nhanh, mà đoạn này gần đến kháng cự rồi, phải rất là cẩn thận anh chị nhé. Có thể là anh chị em sẽ nhìn những cái như Dow Jones đúng không ạ? Dow Jones nó kéo điểm tăng rất là mạnh, nó tới vùng kháng cự nó cũng mở gap anh chị nhé. Nhưng mà đây là nó tích lũy ở trên vùng gần vùng kháng cự và nó hấp thụ rồi nó mở gap để nó tăng vượt. Nhưng VN Index của chúng ta thì hơi khác một chút. VN Index của chúng ta thì bây giờ mới đến đoạn cái tầm này thôi mà nó đã mở gap nhảy đến gần vùng kháng cự, thì đây là một cái tín hiệu nó hoàn toàn khác so với Dow Jones nha anh chị em nhé. Vì thế là chúng ta cần phải cẩn thận. Cái hôm nay trong cái video này em nói nhiều về cái việc là chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc mua mới cổ phiếu từ phiên ngày mai đó. Đó là một cái lời khuyên của em, và anh chị nhà đầu tư cũng nên lưu ý cái việc này nhé. Và thị trường ngày mai có hai cái kịch bản. Thứ nhất là nó sẽ sideways ở trong cái biên độ mà hôm nay nó mở gap, hoặc nó có những cái yếu tố nó quay xuống, nó lấp gap nha anh chị nhé. Nó sẽ có thể có những yếu tố quay xuống lấp gap. Còn riêng ngày mai mà thị trường tiếp tục mở gap tăng như thế này thì em nghĩ rằng anh chị nên chốt đến khoảng 70-80% cổ phiếu đi cho em. Đó là cái mức giá mà anh chị có thể bán tốt nhất trong giai đoạn này. Đừng để đến lúc nó quay đầu nó lấp cả hai gap thì lúc đấy là lợi nhuận của chúng ta sẽ bay sạch đấy. Nếu anh chị vẫn cố chấp để mua ở trên đoạn này thì lúc đó cái khả năng chúng ta bay lợi nhuận là có nhé mọi người nhé. Đó, đó là cái lời khuyên của em đối với thị trường ngày mai. Thì chúng ta cùng xem qua cái đồ thị tuần của thị trường. Qua đồ thị tuần của thị trường là mọi người có thể thấy không? Nó đã va chạm với cái đường kháng cự MA20 ở 1270. Đó, đó là một cái, đây là vùng kháng cự nhá. Còn nó tích lũy được hay không thì chúng ta cần phải xét thêm khi hết tuần. Đó. Và hôm nay em cũng phân tích một vài cổ phiếu nổi bật của các nhóm ngành thôi. Ví dụ như cổ phiếu dòng ngân hàng. Chúng ta có thể thấy là hôm nay cổ phiếu như STB. STB đã có những lúc nó kéo lên, tuy nhiên thì đến cuối phiên thì nó cũng quay trở lại cái mức giá tham chiếu. Và cái giai đoạn này
là cái giai đoạn mà chúng ta nên chốt lãi cổ phiếu dòng ngân hàng hơn là chúng ta nhảy vào mua mới. Em sẽ không khuyến nghị những cái mua mới ở trên cái vùng cao như thế này. Sáng nay cũng có anh khách hàng có hỏi em là có nên mua STB không? Thì em nói rằng STB là hết điểm mua rồi anh ạ. Bởi vì lúc đó là nó tăng hơn 2%, nó tăng trên đoạn này này. Thì mọi người cảm thấy là cổ phiếu ngân hàng nó tích lũy đủ rồi, nó bật lên. Nhưng mà ở đây không phải là những điểm mua của chúng ta. Điểm mua của chúng ta là ở cái vùng nền này cơ. Nếu không mua được thì thôi, chúng ta sẽ không tham gia. Techcombank cũng vậy. Đấy, nếu không có những điểm mua tốt thì chúng ta sẽ không tham gia những cổ phiếu này nữa. Đấy, ví dụ như những cổ phiếu dòng ngân hàng. Và SHB hôm nay là một phiên kéo, nhưng có thể đây là một cái phiên kéo để người ta bán hàng nhé mọi người nhá. Kéo lên bán hàng đó. Rất là nhiều khớp lệnh mua bán đến 34 triệu, và hàng ở đâu bán và ai là người mua thì chúng ta phải đặt câu hỏi khi mà cổ phiếu nó đã chạy lên và nó tiến tới các cái vùng kháng cự tiếp theo đó. Và ở vùng kháng cự thì dĩ nhiên là những anh chị nhà đầu tư sẽ bán hàng, và những ai mua thì chúng ta cần phải xem xét. Tiếp tục là những cổ phiếu dòng chứng khoán thì em sẽ phân tích những cái cổ phiếu như SSI nhá. SSI thì những cái cổ phiếu này thì em nghĩ rằng chúng ta cũng có hàng thì chúng ta cầm nắm thôi. Bởi vì cái cổ phiếu như SSI em nghĩ rằng nó sẽ có một cái phiên, những cái phiên tiếp theo nó sẽ có những cái nhịp nó kéo dướn lên tầm là 26 đến 26.5 cộng trừ. Thì đó là cái khoảng để chúng ta có thể là chúng ta chốt lãi nha anh chị em nhé. Đó không phải là những cái vùng mà chúng ta nên mua mới ở giai đoạn này. Và anh chị nào có hàng thì chúng ta vẫn cứ cầm để chúng ta ăn những cái đoạn mà chốt lãi về phía sau. Còn đoạn này là tương đối là rủi ro. Những cái mua mới thì em nghĩ rằng cái dòng chứng khoán là chúng ta không nên mua mới nữa nhá. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cùng xem đồ thị tuần của nó này. Những cái cổ phiếu dòng chứng khoán này nó đã tăng liên tiếp rất nhiều tuần rồi, và bây giờ nó là gặp phải những cái vùng kháng cự là đường MA20. Và khi gặp vùng kháng cự này nó bắt đầu là nó có những cái dấu hiệu bị bán ngược từ trên vùng kháng cự bán xuống nhá. Đối với SSI cũng vậy, thì mọi người cũng có thể thấy là SSI nó đã gặp vùng kháng cự rồi. Đấy, vùng kháng cự đầu tiên là đường MA20 ở mức giá là 25.3. Thì anh chị nào có hàng thì chúng ta canh, chúng ta chốt thôi. Chứ còn mua mới thì chúng ta không nên mua mới nhá. Canh chốt thì chúng ta có thể chốt 50, 70, 80%, đấy là tùy khẩu vị từng người. Còn như SHS thì nó đã có một cái nhịp mà vượt, đây là vẽ nến thôi. SHS thì nó là vẽ nến nha anh chị nhá. Hôm nay là một cái cây kéo lên đặt ở mức giá trần, nhưng mà thực ra giá trần có 100 cổ phiếu thì đây là nó kéo lên nó vẽ nến thôi. Vì thế anh chị em nào có hàng thì chúng ta canh những nhịp mà nó bùng bùng lên, nó chạy lên, nó đánh lên thì chúng ta bán nhé. Còn bây giờ mua mới thì em nghĩ rằng cái đoạn này mua mới là rủi ro nhiều hơn cơ hội. Cũng như lúc đầu em nói, cổ phiếu dầu khí thì sáng nay em có khuyến nghị cổ phiếu như BSR chúng ta sẽ canh điểm mua ở mức giá là 25 cộng trừ. Tuy nhiên là cái giai đoạn này thị trường nó cảm giác nó khó như vậy thì những cái cổ phiếu dầu khí này thì mình lại thay đổi cái suy nghĩ là nó sẽ không còn ngon nữa. Bởi vì là khi thị trường mà xấu ấy, thì đến 80% các cổ phiếu nó đều bị xấu. Ví dụ như cổ phiếu PVC ngày mai nó mà có những nhịp tăng tiếp theo thì em nghĩ rằng anh chị nhà đầu tư nên chốt lãi. Hôm nay nó là hai cây nến liên tiếp là bị bán ngược rồi. Thì chứng tỏ cái áp lực bán ở trên rất là nhiều, và thời điểm này mọi người chốt lãi rất là mạnh. Vì thế nên chúng ta cần phải đảm bảo cái lợi nhuận của mình, đảm bảo an toàn cho lợi nhuận của mình bằng cách chúng ta sẽ chốt lãi ở trên những cái điểm mà nó kéo lên nha anh chị nhá. Còn những cổ phiếu bất động sản thì cũng như các phiên trước em phân tích thì bất động sản nó cũng tăng khá là nhiều rồi. Mọi người có thể thấy ở cái đồ thị tuần của nó này. Bất động sản nó cũng bắt đầu tiệm cận cái đường kháng cự MA20 ở mức giá là 36.42 đối với cổ phiếu như Shell. Thì anh chị nào có hàng thì chúng ta cũng canh, chúng ta chốt bớt đi. Càng lên cao thì mọi người mua càng tỷ trọng càng nhỏ nhá. Đấy là cái lời khuyên của em. Càng lên cao mọi người mua tỷ trọng càng nhỏ. Đấy. Cổ phiếu đích cũng vậy. Đây, đồ thị tuần mọi người thấy nó tăng liên tiếp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và tăng 7 tuần rồi.
tăng 6 tuần rồi, tuần vừa rồi là bị giảm thì tuần này cũng có khả năng nó sẽ bị giảm nhá, đối với cổ phiếu như Đích. Và mọi người cầm cổ phiếu thì anh chị em phải hết sức cẩn thận đối với cổ phiếu, chúng ta đừng nhìn nhìn xa quá những yếu tố mà vĩ mô đấy. Cổ phiếu như Hà Đô thì hôm nay nó chạy theo những cổ phiếu dòng điện, nó không liên quan nhiều đến cổ phiếu bất động sản khi nó tăng điểm trong ngày hôm nay đấy. Và cái cổ phiếu này như em nói là nó đang vận động rất là ổn từ cái tuần trước ấy, nó là một cái biên độ tích lũy, và hôm nay nó nổ là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng nổ thế này không phải là những cái điểm mua của anh chị nhà đầu tư nữa rồi, bởi vì khi nó nổ nó lên nó chạm cái vùng cản của nó, vùng cản tiếp theo của nó ở đây nhá, thì anh chị là không nên mua mới. Giai đoạn này mua mới rất là khó đấy, vì thế là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận nhá. Không những cái lợi nhuận của chúng ta kiếm trong giai đoạn vừa rồi nó sẽ bay đổ sông đổ bể hết đấy nha anh chị nhá. Phân bón hóa chất và thép, những cổ phiếu như phân bón thì nó chưa tăng, thì hôm nay nó cũng có nhịp tăng nhưng mà tăng thì cũng rất là phập phù, vì thế là chúng ta cũng nên cẩn thận khi chúng ta mua mới. Cổ phiếu của thép thì hôm nay là một cái phiên nghỉ của nó, thì em đánh giá rằng cái phiên này cái áp lực bán nó cũng không có nhiều, thì cũng hy vọng rằng cái cổ phiếu thép này nó tăng một nhịp nữa để chúng ta có thể bán hàng đối với cổ phiếu này nhá. Cái giai đoạn này là em ưu tiên em hạn tỷ trọng cổ phiếu hơn là em đi mua mới cổ phiếu nha anh chị nhá. Thủy sản thì hôm nay chúng ta có thể thấy ANV này tăng lên cũng bị bán ngược này, với cái khối lượng là nó dưới trung bình, thì đây nhìn cũng vẫn rất là tích cực, nhưng mà ở trên này không phải là những điểm để anh chị em tham gia nữa rồi. Đừng mua ở những điểm chênh vênh như thế này mọi người nhé, vì khi cổ phiếu mà nó rơi nó sẽ rơi xuống vùng nền, rơi xuống vùng hỗ trợ thì nó mới dừng lại. Mọi người có thể thấy ở đoạn này nó tăng lên nhá, nó rơi xuống vùng hỗ trợ này, test lại này, lại tăng tiếp, lại rơi xuống vùng hỗ trợ này, lại tăng lên. Thì nếu mà anh chị mua ở trên này thì nó có khả năng nó rơi xuống đây, thì lúc đó chúng ta lại bị lỗ trong ngắn hạn, thì rất là rủi ro trong thị trường này nhá. IDI cũng vậy, những cổ phiếu nó cứ tăng xong nó chỉnh tăng chỉnh như thế này thì cũng không có những điểm để chúng ta tham gia nữa rồi đó. Và hôm nay có một cái dấu ấn là đó là những cổ phiếu của dòng bán lẻ. Như FRT thì tuần trước nó tăng trần mà hôm nay nó mở gap tăng tiếp, mở gap tăng và gặp lại cái vùng kháng cự thì rất khó là cổ phiếu có thể bay được tiếp nhá. Và anh chị nào mà hôm nay mua đuổi thì cũng rất là rủi ro đấy, rủi ro nó về nó lấp gap này. Đấy, nó về lấp gap có thể nhá, thì là một cái rủi ro của mình. Còn hôm nay DG World có những nhịp tăng trần nó kéo sau, thì đây cũng không phải là những điểm mua của chúng ta sẽ mua ở những cái vùng nền cơ, nó an toàn hơn rất là nhiều. Bây giờ mà chúng ta đu ở đây thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra khi thị trường nó chỉnh. Và ở trên này có một cái gap rất là, có một cái gap ở đây nó vẫn còn đây rất nhiều vùng kháng cự khi đi lên như thế này, chỉ quan sát thôi. Anh em nào có hàng thì chúng ta cứ canh chốt dần dần thôi. MWG này cũng tăng lên gặp kháng cự đỉnh cũ này. Đấy. PNG này, PNG cũng tạo thành một cái biên độ tích lũy ở đây cũng chưa tăng được. Đấy, thì có những cái cổ phiếu đó thì hôm nay em chỉ phân tích những cổ phiếu này, và em cũng có một chút việc riêng thì em cũng xin phép dừng lại video ngày hôm nay tại đây. Và anh chị em nào nhà nhà đầu tư nào chưa có người tư vấn hoặc tư vấn không hiệu quả trong giai đoạn này thì xin mời tham gia Zoom khách hàng VIP của em. Anh chị chỉ cần có tài khoản tại VPS hoặc TCBS, hoặc các anh chị không có tài khoản thì các anh chị có thể tham gia bằng cách là đóng phí vào Zoom. Đó, đó là các hình thức tham gia Zoom khách hàng VIP của em. Và mọi người có thể liên hệ số điện thoại của em sẽ hướng dẫn cụ thể anh chị em cách tham gia Zoom VIP một cách đơn giản và dễ dàng nhất nhé. Video hôm nay thì em xin phép dừng lại ở đây. Xin cảm ơn anh chị em đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.